Ngọc Thơ thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Phong trào phản kháng ở Việt Nam quá yếu ớt và thất bại Ngày 13 tháng 4 trang báo mạng Tiến Dân có bài Cuộc cách mạng tiểu tư sản mới ở Việt Nam bế tắc của tác giả Jack Hammer Nguyễn Bình về phong trào đối kháng ở Việt Nam hiện nay Theo tác giả bản án mà nhà cầm quyền Hà Nội tuyên cho ông Nguyễn Lân Thắng vào ngày 12 tháng 4 là khá nặng nề với 6 năm tù và 2 năm quản chế. Bản án này nặng vì ông Thắng đã không còn hoạt động nhiều kể từ khi những nhà đồng hành với ông hoặc bị vô tù hoặc bị đuổi ra nước ngoài. Hình ảnh bài bình luận trên trang Tiếng Dân. Tác giả cho biết bản án này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo giới hoạt động nhân quyền ở nước ngoài, của các tờ báo tiếng Việt ở hải ngoại và của mạng xã hội tiếng Việt. Trong khi đó báo chí Đảng thì hạ thấp mức độ của vụ án chính trị này chỉ có một bản tin ngắn giống hệt nhau trên những tờ báo hàng đầu Việt Nam và chỉ nằm khiêm tốn trong một pháp luật khi ông Thắng bị bắt hồi năm 2022, tác giả cho rằng vụ này có lẽ nằm trong chuỗi trấn áp sự phản đối của một tầng lớp nằm trong lòng chế độ, vốn là sản phẩm của chế độ, đó là tầng lớp trí thức công chức sống ở các đô thị, một tầng lớp trung lưu mới hình thành từ khi có cải cách kinh tế đến nay. Sự trấn áp này kéo dài hơn chục năm nay có thể kể tên một số gương mặt như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Hữu Vinh tức Ba Sàm, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung và bây giờ là Nguyễn Lân Thắng. Họ đều là con cái của những người tham gia cái gọi là cách mạng cộng sản, cách mạng luôn ăn thịt những đứa con của mình. Tác giả nhận xét, cha mẹ ông bà của những người này tham gia cuộc cách mạng ấy vốn cũng thuộc tầng lớp sống ở thành thị thời thực dân Pháp, tầng lớp mà các lý thuyết cộng sản gọi là tiểu tư sản thực ra đó cũng không hẳn là một cuộc cách mạng cộng sản ở việt nam đã bao giờ có cuộc cách mạng nào theo đúng nghĩa của nó mà là một cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc trong đó tầng lớp trí thức thành thị sử dụng những phương tiện cộng sản khơi được tinh thần yêu nước của nông dân khi cầm quyền số đông những người tiểu tư sản ấy bắt đầu tha hóa trở thành một loại lai tạp giữa các lý thuyết cộng sản nửa mùa và các lãnh chúa kiểu phong kiến Rõ ràng là nước Việt Nam hiện nay đang được cai trị bởi 200 lãnh chúa là các ủy viên trung ương đảng, hình ảnh nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng. Nhưng một số nhà tiểu tư sản vẫn tiếp tục là tiểu tư sản, nhất là sau khi cải cách kinh tế được thực hiện, tạo nên một tầng lớp trung lưu mới trong xã hội Việt Nam. Đại đa số tầng lớp này vẫn gắn chặt quyền lợi với đảng cầm quyền, nhưng cũng có một số độc lập, có thể có tiếng nói đối lập. Dù không nhiều, ông Thắng cũng thuộc lớp người này tác giả tiếp tục phân tích sự xuất hiện của lớp người này làm dấy lên hy vọng cho tiến trình dân chủ của việt nam nhưng trên thực tế họ quá ít ỏi so với đa số người việt suy nghĩ của những thị dân khá độc lập như ông thắng không phải là sự quan tâm của hàng chục triệu người việt còn lại lớp tiểu tư sản độc lập mới xuất hiện không kéo theo được một đám đông nông dân ủng hộ họ như trong cuộc chiến tranh giành độc lập lớp công nhân mới hình thành trong các khu công nghiệp thì không ổn định mà thật ra họ cũng chỉ là những nông dân làm thuê trong các nhà máy, các cuộc biểu tình đòi dân sinh hay chống Trung Quốc thường được phóng đại lên qua lăng kính mạng xã hội. Đã có không ít người hoạt động phản kháng than phiền rằng họ thấy cô đơn khi cầm biển biểu tình trên đường phố giữa ánh mắt bàn quan của dân chúng, đứng trước bộ máy đàn áp khổng lồ của Đảng Cộng sản, phong trào phản kháng mang tính tiểu tư sản thành thị thất bại mà thậm chí nó còn chưa đủ nhiều để có thể gọi là một phong trào Hãy nhìn hai cuộc cách mạng lật đổ thành công chế độ độc tài cộng sản ở Tiệp Khắc và Ba Lan thì rõ, ở Tiệp Khắc giới trí thức đủ đông để hưởng ứng lý tưởng của ông Havel, ở Ba Lan công nhân đủ đông để ủng hộ công đoàn đoàn kết. Với một chế độ toàn trị ngày càng nhũng lạm, một tầng lớp dân chúng không hay chưa mong muốn thay đổi những cải cách nhỏ giọt của nhà cầm quyền và đàn áp những người đối kháng sẽ đưa nước Việt Nam vào một trạng thái bùng nhùng không có lối thoát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Phong trào phản kháng ở Việt Nam quá yếu ớt và thất bại. Ngọc Thơ Thời báo.d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Blogger Nguyễn Lân Thắng không đồng ý bị xét xử kín. Theo thông tin mới nhất được đăng trên AFA Tiếng Việt ngày 10 tháng 4, blogger Nguyễn Lân Thắng lo ngại quyền bào chữa trước tòa sẽ không được bảo đảm. Khi Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử kín vụ án mà ông đang đối diện, các hoạt động phản biện ôn hòa trên mạng xã hội của ông đã đưa ông đến với tội danh tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Sự lo ngại này được đưa ra trong bối cảnh ngày 12 tháng 4, ông Thắng sẽ phải đối mặt với phiên tòa sơ thẩm. Hình ảnh IFA đưa tin. Theo luật sư Lê Đình Việt, người bao chữa cho ông Thắng, ông đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội từ ngày 15 tháng 3, đề nghị được tiếp cận hồ sơ vụ án để chuẩn bị cho việc bào chữa và đối chất với những người giám định của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trước hoặc tại phiên tòa. Tuy nhiên, đến nay các yêu cầu này của ông đều chưa được tòa án giải quyết. Ông Thắng cho rằng các yêu cầu của mình là chính đáng và phù hợp với pháp luật, nếu không được đáp ứng kịp thời sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền bào chữa của ông. Theo luật sư Việt, thân chủ của ông không đồng ý với việc tòa án đưa vụ án của ông xét xử kín. Ông cho rằng sự việc không có gì liên quan đến bí mật nhà nước nên không cần thiết phải xét xử kín. Theo điều 25 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, tòa án xét xử công khai và mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa trừ trường hợp của Bộ luật quy định. Tuy nhiên, đó là các trường hợp đặc biệt cần phải giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu. Mặc dù ông Lê Đình Việt đã đệ đơn yêu cầu xét xử công khai, nhưng theo thông tin mới nhất, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã chính thức quyết định xét xử kín vụ án của blogger Nguyễn Lân Thắng. Điều này đã gây ra sự lo ngại cho gia đình, cộng đồng và những người ủng hộ ông Thắng, đặc biệt là khi việc bảo đảm quyền lợi của bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm là một trong những quy định quan trọng của pháp luật Việt Nam. Hình ảnh ông Nguyễn Lân Thắng Việc xét xử kín sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong việc xử lý tội phạm và phản biện trên mạng xã hội, cũng như gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Nếu vụ án được xét xử công khai, tôi sẽ có cơ hội được bày tỏ quan điểm tranh luận với những gì mà viện kiểm sát sử dụng để làm căn cứ buộc tội tôi. Khi đó, tôi mới có cơ hội thực sự để chứng minh mình không phạm tội như cáo trạng của viện kiểm sát đã quy kết. Ông Thắng được luật sư trích nguyên văn trong bài viết đăng trên Facebook cá nhân. Blogger Nguyễn Lân Thắng cũng đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình trước quyết định của tòa án Hà Nội. Ông cho rằng quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân mình mà còn là một cú đánh mạnh vào quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt của công dân Việt Nam. Ông Nguyễn Lân Thắng 48 tuổi có nhiều bài viết về tự do, dân chủ và nhân quyền trên trang blog của AFA từ cuối năm 2013. Ông Thắng tham gia rất nhiều phong trào biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam từ năm 2011 và là một nhà nhiếp ảnh có nhiều đóng góp cho các hình ảnh và video về biểu tình vì chủ quyền biển đảo và đấu tranh chống bất công ở Việt Nam. Facebook Nguyễn Lân Thắng, tức Nguyễn Lân Ké, được cho là của ông, hiện nay có gần 160.000 người theo dõi, Mặc dù ông đang bị tạm giam, tài khoản này vẫn hoạt động bình thường với nhiều bài đăng chia sẻ. Hiện tại, các luật sư bào chữa cho blogger Nguyễn Lân Thắng đang tiếp tục nỗ lực để bảo đảm quyền lợi và bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm sắp tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin blogger Nguyễn Lân Thắng không đồng ý bị xét xử kín. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d